Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon riêng người. Thank you.
dân đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa trời. Nào ta vui lên vì Chúa đến đó giữa dân người, ban xuống niềm vui cho thế nhân tôi hận thù. Nào ta vui lên vì Chúa đến cứu thoát muôn người, ban xuống niềm vui tô ngày mai thêm đẹp. Nào vui lên vì Chúa sắp đến đây rồi, đã bao niềm vui cứu đời. Vui lên vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa trời. Nào ta vui lên vì Chúa đến dẫn tôi đưa đường, theo bước người đi bao khó nguy ta coi thường. Nào ta vui lên vì Chúa đến thắp sáng gian trần, nung nấu đời ta hương tình yêu luôn nồng thắm. Vui lên vì Chúa sắp đến đây rồi, đã bao niềm vui cứu đời. Vui lên vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Quyền xin ơn sâu được thế sâu khi tô Chúa chúng ta tình yêu. Chúa nhận của niềm vui, Chúa nhận của mầu hồng. Ngay từ khi bước vào nhà thờ, ca đoàn đã an ninh. Nào ta hãy mừng vui, bởi vì Chúa sắp đến. Ngày này để tha thứ, để giải thoát, để giao hòa và ban sự sống đời này. Tất cả các bài đọc kinh thánh trong mùa vụ thánh lễ đều mời gọi chúng ta vui lên, bởi vì Chúa sắp đến. Niềm vui được tăng lên đối với giáo xứ thuận thành chúng ta. Chúng ta đón thờ Chúa Giêsu thánh thể thành cho cả giáo phận. Chúng ta không phải chờ lâu, và ngay giờ này Chúa đi trên mặt đất này qua bí tích thánh thể. Nhưng để chúng ta đón nhận được niềm vui của Chúa thì do Thánh Thánh Giá mời gọi chúng ta hãy sám hối và hãy thực thi công bình và bằng ai. Vì vậy, trước khi dâng thánh lễ, chúng ta thành tâm sám hối mọi tội lỗi của mình để xin Chúa thánh tẩy tha thứ. Và thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người còn sống ở trong giáo xứ cũng như cộng đoàn chúng ta thực hiện nhất định an đón nhận được niềm vui của chính Chúa, cầu nguyện cho mọi người qua đời trong giáo xứ. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xin giảng lời cầu nguyện này. Tôi thank you.
Khi ấy dân chúng cũng được đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì có mất đã ân tình cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đất trong đời và trong công tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm bia bên sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫn, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Và tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều gia đình của chúng ta
hiện diện ở đây đã nhận được món quà của giá trị đó. Chúng ta nhận được chúng ta nhìn vào bài học bài sách sách tiên tri Sophronia. Sophronia đang học cho dân Do Thái đang lưu hành mất nước mất đầy đỏ, không có vua, không có tư tế, không có nhà, vợ con bị chia liền, đi lao động không phải lấy công mà làm nô lệ, lao động phụ dịch cho những người khác. Thế thì trong cái sự khốn cùng của một dân tộc như thế, Sophronia loan báo với dân Do Thái: hỡi dân Do Thái, con hãy nhảy mừng, hãy vui lên, vì đấng cứu độ đang đến giải thoát anh em. Niềm vui của họ là được đấng cứu độ đến giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ của người Babylon. Niềm vui của họ là được trở về đất nước của mình, được lần vô lại, được tái thiết đền thờ, được tự do, mình làm, mình ăn, mình làm, mình nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, nuôi gia đình. Niềm vui của mình được sở hữu những tài sản do công khó của mình làm ra, niềm vui của mình họ được tự do thờ phượng Thiên Chúa, thì niềm vui của họ tuyệt vời. Và Sophronia nói với dân Do Thái rằng: hãy vui lên, hãy nhảy mừng, bởi vì kẻ thù của ngươi Thiên Chúa đã đuổi xa các ngươi, tội lỗi của các ngươi, án phạt của các ngươi Thiên Chúa không tin thế nữa. Giả dụ như bây giờ có đứa nào trong nhà thờ này bị tội lỗi, giáo hội cấm hay đó là phạt hoặc là nhà nước chuẩn bị đốt vào tù mà chúng ta được giải thoát được tha thứ, có thấy không? Ở đây có đứa thanh niên nào hỗn láo với cha mẹ hoặc là làm những cái gì làm đau lòng cha mẹ mà được bố mẹ tha cho, đưa về cho đất, cho nhà, cho con cái, không thấy không? Nó cũng như là như thế đó. Sophronia nó nói cho Do Thái nghe, và thực sự Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ, những người lãnh đạo để giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh lưu đày, trở về lần quốc này. Và là vào năm 587 trước công nguyên, họ về xây dựng lại quốc gia, xây dựng lại đền thờ, và họ có cái đền thờ cực kỳ vĩ đại, có gấp nhiều lần nhà thờ trở thành của chúng ta, đó là đền thờ Jerusalem. Trước khi trong bài học một nói rằng Jerusalem sẽ chiếu tỏ ánh vinh quang của Thiên Chúa trên thân người. Nhưng niềm vui của họ thế này mới là tuyệt vời: Thiên Chúa của anh em sẽ ở với anh em, vì anh em là ngày múa tức mừng. Có bao giờ chúng ta nhìn thấy Chúa ngày múa tức mừng nhiều? Đây là những đức tin đặc biệt của người Kỳ Hữu Giáo. Thiên Chúa không ở trên trời để chúng ta lần mạnh lên vừa mong đến sự này là bạn không lắm thôi. Thiên Chúa của chúng ta ở sức đất anh em, ngày ngày múa với chúng ta. Thế đối với chị em thì ông còn tìm được niềm tin nào mà có một Thiên Chúa ở sức đất anh em ngày múa với chúng ta? Cho nên anh chàng bạn hỏi là hôm nay Thiên Chúa lại một lần nữa ở bàn thờ này, và tí nữa ngày này trong lòng chúng ta không có đức tin nào đặc biệt như thế. Anh chị em có thể có đại gia, có những nhà lãnh đạo
rằng Thiên Chúa ở với chúng ta. Ngài sinh hoạt chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cho nên đúng là làm Chúa của Chúa đấy. Không ăn Chúa được, vì Chúa ở khắp mọi nơi, mình ở đâu Chúa ở đấy. Đặc biệt là chỗ đó, chính là dân Israel khi họ được tự do, khi họ có tiền, có nhà, có đền thờ vĩ đại, lại rơi vào tình trạng tội lỗi, lại ăn chơi đàng điếm, lại phạm biết bao nhiêu những điều luật về đạo đức luân lý, phá tan gia đình, phá tan xã hội, và vì thế họ lại bị lưu đày, lại bị thống trị bởi đế quốc đồ. Cho nên từ trước thì xem đi lấy để ý tin mừng từ trước nói về hoàng đế Tiberiu, nói về tiền quân Hiên Linh và Phi Minh, nói về những tư thế quân sĩ đang là bị đè đầu cưỡi cổ của người dân Roma. Cho nên một lần nữa chúng ta thấy kinh nghiệm của người Do Thái, khi họ từ chỗ Thiên Chúa thì họ làm sao bất hiếu với mẹ cha mẹ của mình, với Thiên Chúa của mình, thì họ lao vào con đường tội lỗi, thì ngay lập tức bóng đêm của đau khổ, bóng đêm của u sầu, bóng đêm của sự chết chóc, bóng đêm của sự mất tự do lại đè lên trên đầu của họ. Và rồi hôm nay bài đọc thứ hai Thánh Phaolô tuyên bố từ cho giáo đoàn thì như thế, Thánh Phaolô nói là anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Lại một tin mừng nữa, đó là họ lại tiếp tục được Chúa Giêsu cứu độ khi họ mang ăn độ, cho nên hai cái độ thì họ mang ăn đi để mà có được cái niềm vui, để mà có được Thiên Chúa nhập thể trong lòng mình, có được Thiên Chúa nhập thể trong gia đình của mình. Chứ nếu không thì anh chị em thấy nói xong thì thêm nợ, đúng không? Có đứa nói xong thì vợ, có đứa nói xong thì tan nát ra gia đình, có đứa nói xong thì mất chồng, mất vợ, mất con, đúng không? Có đứa nói xong thì đổ nợ ra nghiệp lòng từ thứ, thế thì mình còn chẳng sinh ra cái gì. Cho nên hôm nay mình đi qua hơn nửa chặng đường của cuộc vọng, để cho hy vọng của chúng ta trở thành hiện thực giáo hội, cho chúng ta ngồi lại nếm cảm niềm vui và nhìn lại con đường của chúng ta, nhìn lại mục đích của chúng ta, xem nếu chúng ta đã đi sai đường, đã nhắm mục đích sai, thì hôm nay chúng ta chỉnh lại. Thế là cái hỏi chị em, chị em ước mơ cái gì đó? Có những người ước mơ coi em có thấy bạn có thể thắng một người trong vận động cái nhà, đúng không? Có những người ước mơ là chồng sẽ quay về với gia đình, vợ sẽ quay về với gia đình, con cái sẽ quay về với gia đình, chúng ta sẽ trả được cái nợ. Hoặc là thứ gì các con mong muốn món quà giá trị, cái quần cái áo, hoặc là tượng ảnh hoặc cái này cái kia, nhưng đó chưa phải là giá trị. Hoặc là chúng ta mong nhiều nhiều thịt, nhiều lợn, nhiều gà, nhiều bia để mà xây nên tối ngày tuy, nhưng đó không phải là giá trị. Kể cả chúng ta mong là một thời đại thật lớn và tiện thật sáng thật đẹp, nhưng sau giá trị thì đổ nợ thêm buồn. Cho nên điều vui giá trị là đón tấn cứu thế đến với chúng ta, và chúng ta thường biết rồi, tấn cứu thế ngày càng chủ trách của muôn loài vi vật, làm chủ hoàn toàn với tất cả dân cư,
Cho nên tôi thấy câu đó có như thế này: anh em không vươn lên, tôi nhắc lại, anh em không vươn lên. Để làm sao cho từng cứu độ này, Ngài thấy anh em sống hiền hòa và rõ ràng. Niềm vui của Chúa Trời Thánh là chúng ta trở nên những con người sống hiền hòa và rõ ràng. Cho nên rất nhiều người có Giáng sinh chờ để chúng ta nhận quà. Nhưng thế có đâu đâu phải khác. Đó Giáng sinh có nghĩa là đón Chúa Trời Thánh, có nghĩa là chúng ta trở nên con người hiền hòa. Thực tế có rất nhiều người nói chua lắm, nói mọc, nói chua, nói cay, nói sâu, nói hành, nói bẩn, nói sáng. Thế thì để đón Chúa Giêsu Giáng sinh, tất cả những thứ đó phải được đổi lại vào một cuộc sống hiền hòa. Để đón Chúa Giêsu Giáng sinh, chúng ta phải nối lên những nhu cầu của chúng ta đến với gia đình hàng xóm, đến với anh em con cháu bạn, đến với những người chưa biết Chúa, đến với những người đang còn đau khổ. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng chúng ta cùng này trở thành những con người hiền hòa rộng rãi. Cho nên nếu có ai mà không hiền hòa thì sẽ không bao giờ đón được giá trị. Còn ai mà keo kiệt quá sẽ không bao giờ đón được giá trị. Thì chúng ta thấy tin mừng khá lắm. Sáng phải đọc tin mừng Thánh Luca hôm nay là còn thấy khá nữa. Phải đọc tin mừng nói rằng thời đấy dân đang trông đợi một đấng cứu độ, đấng Mêsia. Và dân đã được hiểu rằng đó là Gioan Đại Giả. Nhưng khi Gioan Đại Giả rao giảng đấng cứu thế đang đến thì chị em thấy không? Người thấy nhau nhau đến với Gioan Đại Giả để xin chín phép rửa để ăn tội. Chúng ta đi đón Giáng sinh đón Chúa, chúng ta đón đến điều gì? Đó, chúng ta kiếm tiền có đủ cách có những người bán gian, bán lận, nói dối, lừa đảo, chơi may đủ để kiếm tiền. Nhưng do anh ta trả nói báo tấn cơ động đến, người ta ngừng hết các công việc không làm nữa. Và người ta tuân đến với Châu An để xin chính phép cửa và hỏi ông rằng chúng tôi phải làm gì. Thế thì hôm nay chúng ta nếm cảm việc của Chúa Giáng sinh, chúng ta cũng hỏi Châu An và hỏi Đức Giêsu Kitô chúng tôi phải làm gì. Và do anh sẽ nói lời Thiên Chúa cho chúng ta: ai có hai áo thì hãy cho người không có một. Một cái hay cái nào người ta đem xem hay là cho cũng là thiên nhiên thảm lạc. Các bạn kèo lắm cũng như là chưa thấy các ông kèo hơn nữa đang thành tiền ngủ yên dưới gì các ông ơi các ông ai có hai áo cho người khác một cái. Các con xem và có người bạn nào đang đau khổ, người bạn nào mà không có được quyền ăn, không được đến trường, không được đi học, không có bố mẹ, nuôi dưỡng đã bị thiểu năng, tàn tật, khổ sở. Ai có ai ăn cho người khác một cái. Ai có đồ ăn thức uống cũng làm như vậy. Đó là cách thức chúng ta cho con Thiên Chúa nhận thể xuống gia đình chúng ta. Có nghĩa là chúng ta trở thành những con người rộng rãi, đầy tràn tình thương với mọi người. Khi chúng ta chỉ lo cho mình thì Thiên Chúa sẽ bị đổ ra ngoài không còn chỗ để sống. Nhưng khi chúng ta nhìn ra xung quanh chúng ta, nhìn ra hàng xóm, nhìn ra những người đau khổ, ghé mắt đến họ thì xem Chúa có cơ hội được sinh ra trong giáo xứ trong gia đình chúng ta.
đặc biệt là trước đây, chứ không phải anh chị em là khán giả lớn để nhiều với Chúa Thiên đâu, không phải đâu. Những người thú thí là những kẻ tàn lưỡng, những kẻ bẩn, những kẻ tham, những người hại dân. Anh chị em biết rồi, đó những người họ cũng chạy đến với Chúa Thầy giảng, xin phép rửa và hỏi ông rằng: thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Do Thầy đã nói với họ rằng: đừng bắt chạy chân chúng, đừng ăn bẩn, đừng ăn hối lộ, đừng ăn gian. Anh làm cao chức, anh phải có bổn phận lo cho dân, anh phải có bổn phận chăm sóc dân, chứ không phải là đi ăn hối lộ, ăn cướp hết của dân, cho dân thôi. Anh chị em phải thống kê cho những làng xứ của anh chị em còn bao nhiêu đứa không có cơm ăn, bao nhiêu đứa đang phải gánh nợ. Là anh em ruột thịt của mình,
Cho nên Giáng sinh phải như thế, Thiên Chúa là người đã trở thành đại lễ cho tất cả mọi dân tộc. Mọi dân tộc có thể hát chung một bài hát, có thể ngồi chung một cơm, có thể chia sẻ với nhau những nỗi vui của chúng cuộc sống hàng ngày, và làm cho những đau khổ của cuộc sống mỗi ngày bớt dần đi, không còn bất công, không còn hận thù, không còn sự chê trọng. Tôi cầu chúc thật là sự chúng ta cũng có được niềm vui Giáng sinh đó. Trong gia đình của anh chị em có được Thiên Chúa Emmanuel đấng ở của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người
Lạy Chúa xin giúp chúng con cảm nhận lòng thương xót vô bờ của Chúa qua mọi miền giáng sinh, để nhờ ơn hạnh và niềm vui cứu độ của Đức Giêsu Kitô, chúng con cũng biết sẵn sàng chia sẻ niềm vui tin mừng cho mọi người chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin dâng lên, con xin dâng cho Chúa.
cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã gắn bó trong đường hy vọng của Ngài và mọi người đặc biệt các bạn của cầu tiên ông bà cha mẹ và thân bằng người thân chúng con đã quy tụ trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hoàn toàn đánh giá của cha mẹ chúng con. Chúng con lại xin Chúa thương cho tất cả chúng con cho chúng con được cộng đồng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Phúc-rê và các con Đức Trinh Nữ, các thánh thông đồ, các thánh thực đạo Việt Nam và thầy các thánh đã tấn cầu Chúa của họ tại đại và cùng với các nhà chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa.
Rồi ngày nào từ bốn phương.
Kính thưa quý chức dân kỳ, quý khách, quý ông bà các bạn hồi và cộng đoàn dân Chúa hiện diện, trong niềm hân hoan đón chờ Chúa đến, giáo xứ Thuận Thành chúng con vinh dự được thay mặt giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ ba của vòng, trong tâm tình cảm tạ hồng ân Chúa ban. Trước hết mọi thành phần trong toàn giáo xứ Thuận Thành chúng con xin hiệp ý cùng cha xứ, chúng con hân hoan chào mừng cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý chị, quý ông bà cố và quý khách gần xa đã đến với cộng đoàn giáo xứ chúng con trong ngày đại hồng phúc này, làm cho chúng con vui mừng và phấn khởi. Phấn khởi vì cha quản hạt, cha cố, quý cha, quý thầy và quý chị đã dành cho chúng con một sự yêu ái đặc biệt, đem lại cho cuộc sống đức tin của chúng con một sự khích lệ không thể nào diễn tả hết. Với niềm chung vui này, chúng con là được kính đón cha quản hạt, cha cố, quý cha về hiệp dân thánh thế tập thế và dâng lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng con. Và đặc biệt hơn nữa, trong thánh lễ này, chúng con là được đón nhận tình thương và lời giáo huấn của cha xứ Thê Tinh Công Phúc và cũng là cha thánh xứ Đền Thánh Vương Chính tới mọi người trong toàn giáo xứ chúng con, nhất là sức mạnh thần linh trong thánh lễ mà quý cha dâng lên Thiên Chúa ngày hôm nay. Tất cả và tất cả giúp chúng con nhận ra ơn Chúa một cách dồi dào trong một lần hàng ngày của chúng con. Một lần nữa, nhân ngày đại hồng phúc này, con xin được thay lời cho quý chức dân kiều cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thuận Thành dâng lời cảm tạ và tri ân cha quản hạt, cha cố, quý cha, quý thầy, quý vị, quý ông bà cố. Và hơn nữa, trong không khí tưng bừng cùng chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh trước thềm năm mới, toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thuận Thành chúng con nhằm kính chúc cha quản hạt, cha cố, quý cha, quý thầy và quý ông bà cố cùng toàn thể quý khách mùa Giáng Sinh năm mới an lành và thánh đức. Giờ đây trong tâm tình cảm tạ và tri ân cha quản hạt, cha cố cùng quý cha, con xin giới thiệu một vị đại diện cho cộng đoàn kính dân lên cha quản hạt và quý cha thực tế tặng hoa tươi thắm. Con xin quý cha vui lòng đón nhận. Một lần nữa con xin được chân thành cảm tạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.